Và thêm một nữa, cái bộ ghi cáp tặng kèm của con này nó còn có một phối màu và cái ký tự cực kỳ là xấu. Cái màu của nó không phải màu đỏ dạng như kiểu đỏ tươi mà là đỏ đậm theo dạng máu kiểu là để lâu ngày bị đóng vẩy ấy, kiểu thế. Cảm ơn Techspay Việt Nam đã tài trợ video này. Nếu như các bạn muốn mua sản phẩm này thì đừng quên mua ngay tại techspay.vn với mã giảm giá mình sẽ để trong phần mô tả và phần bình luận nhé. Chào các bạn đã quay trở lại với Instagram. Và hôm nay sẽ là video cuối cùng mình làm về Aco, bàn phím cơ Aco trong cái dòng sản phẩm Multimode của họ. Và lần này thì chúng ta sẽ có một con phím nữa của hãng, đó chính là 202 con phím đúng hơn, dòng 5087B. Một cái dòng sản phẩm có thể gọi là điền vào chỗ trống và gọi là hoàn thành cái bộ sưu tập Multimode của Aco. Cuối cùng là size TKL. Trong cái dòng Multimode này của Aco thì chúng ta đã có các phiên bản, điểm lại một chút là dòng mini chúng ta đã có 3068B này, dòng full size cắt giảm một chút chúng ta đã có 3098B. Đấy, còn bây giờ chúng ta đã còn layout TKL là dòng 5087B của Aco. Đúng như quy luật ấy, như thường ấy, thì cái dòng có đuôi B ấy, mà trong cái dòng Multimode này sẽ là dành cho những phiên bản bàn phím gọi là sử dụng cái switch của Aco là Jelly Switch. Nhưng với con này, phiên bản có đuôi B của chúng ta lại là sử dụng cái switch TTC giống như phiên bản 3098N chứ không phải giống như 3098B hay là 3068B. Thì đó là một cái gọi là đặt tên hơi lú một chút của hãng để làm người dùng có thể bị lẫn lộn. Ví dụ như mình, lúc đầu mình tưởng con này là sẽ là 5087N cơ, nhưng mà nó lại phiên bản B mà lại dùng TTC switch. Thì đó là một cái khác biệt một chút. Còn đâu ấy, về cơ bản, về những cái mà chúng ta điểm qua, chẳng hạn như về mặt thiết kế, về mặt hiệu năng, về mặt những cái gì mà hãng bố trí với con này, nó sẽ vẫn là giống. Bây giờ điểm qua một chút, 3 chế độ kết nối bằng dây tai C này, Bluetooth 5.0 này và 2.4GHz. Tiếp đó về phần build, phần nhựa vẫn thế. Về phần switch thì là switch TTC này, cái này là Golden Pink. Và vẫn được lót foam phía bên dưới, vẫn được loop sẵn stop của các phím dài để có một cảm giác gõ mượt mà hơn. Rồi thì về phần keycap, chúng ta sẽ vẫn có keycap PBT với cái profile là ASA. Và đó, nói chung là về mặt, tóm lại là về những cái thứ liên quan đến trải nghiệm gõ rồi những tính năng trên con này nó vẫn giống con kia. Chỉ khác một điểm duy nhất, đó chính là size của nó là size TKL thay vì cái layout là full size. Thì cái size TKL này như các bạn biết rồi, nó sẽ ngắn hơn một chút so với cả cái layout gọi là tạm gọi là full size của con 3098B. Thực ra thì nó cũng không ngắn hơn quá nhiều đâu, chỉ hơn một chút thôi. Vì sao? Vì sao nữa thì con kia vẫn là phiên bản cắt giảm rồi nên nó cũng khá là gọn. Với con này, với những bạn nào thích cái kiểu TKL cơ bản, cái layout rất là phổ thông thì đây sẽ là sự lựa chọn rất phù hợp. Không cần đến cụm phím số bên cạnh, vướng víu làm gì cả. Và vẫn muốn những cái vị trí của những cái nút mũi tên rồi nút function các kiểu đặt ở đúng vị trí ổn thì đây sẽ chính là layout dành cho bạn. Đó, như các bạn thấy, phần bên dưới chúng ta về phần gọi là kickstand hay nút bấm hay là bất kỳ mọi thứ nó vẫn là giống con kia mà thôi. Thế là trong video này mình không muốn nói lại làm gì về cái phần này vì nó rất là giống rồi. Và rồi, bây giờ hãy cùng nhau đánh giá một chút về vẻ đẹp của hai cái bàn phím này, cũng là hai phiên bản duy nhất mà Aco Việt Nam mang về cho cái dòng 5087B này. Thì với bản thân mình, theo cái cảm nhận cá nhân của mình, nếu như mà các bạn đang lựa chọn một phiên bản dùng stock, không thay đổi bất kỳ cái gì, không mua thêm bộ keycap, không cái gì cả, mà chỉ sử dụng keycap stock cũng như là keycap tặng kèm của Aco thôi, thì bản thân mình thấy phiên bản 5087B ở London đẹp hơn so với phiên bản Dracula. Lý do là gì? Phiên bản này chúng ta có một phối màu khá là lạ trong cái phím cơ bây giờ là phím màu xanh. Và cái màu keycap ở cái ký tự của nó, ký tự chữ của họ là cái màu hơi nâu nâu. Hơi nâu một chút thôi, vẫn nhiều khi nhìn nhầm có thể nhìn ra màu trắng. Nhưng nếu mà nhìn kỹ nó sẽ ra, không phải nhìn kỹ mà nhìn trực tiếp thì nó sẽ ra màu nâu, hơi nâu nhạt một chút. Cái màu nâu này phối với cả cái màu xanh của những cái phần keycap còn lại cũng như là phần kit thì nó tạo ra một cái vẻ khá là sang trọng và cổ điển. Nó giống như cái phong cách, đúng là phong cách London như hãng đã làm trên vỏ hộp. Và thêm vào đó thì hãng có tặng chúng ta một số keycap đi kèm cũng là những cái biểu tượng đặc trưng của thành phố London luôn. Ví dụ như Big Ben này, cầu gọi là gì nhỉ, Tower Bridge này, rồi thì xe buýt 2 tầng này, rồi thì xe taxi đen này. Rồi nói chung là những cái biểu tượng rất là quen thuộc của thành phố London. Lắp vào đây, những cái màu sắc của nó rất là đẹp và phù hợp với hai cái màu này. Nhưng cái điểm yếu phiên bản này đó chính là nếu như các bạn sử dụng cái bộ này mà để mix với cả những cái keycap khác nhau ấy thì nó cực kỳ là xấu và cực kỳ là khó mix. Với cái bộ kit này các bạn có lẽ chỉ mix được với cả màu đen hoặc là màu trắng mà thôi. Còn với những cái khác như là màu đỏ, màu hồng hay màu gì thì mình nghĩ là lắp vào đây nó không hợp cho lắm vì cái màu xanh này khá là kén. Đó, thế nên là phiên bản này mình nghĩ rằng nếu như các bạn muốn stock và có thể yêu thích cái thành phố London thì đây sẽ là phiên bản các bạn nên lựa chọn khi mà mua cái con và phím này. Còn nếu như các bạn là một người mà gọi là thích
và chắc chắn sẽ thay bộ keycap và chơi nhiều bộ keycap khác nhau ấy, và muốn một cái form, một cái kit nó gọi là trung tính một chút, thì phiên bản Dracula sẽ là phiên bản phù hợp cho các bạn. Nhưng bạn thấy đây, phiên bản này ấy, nhìn nó trắng và đen chẳng khác gì một con bàn phím thông thường, chẳng có gì đặc biệt cả, và nó không có chất Aco lắm như cái sản phẩm của Aco các bạn biết rồi, là nó sẽ có nhiều màu sắc, nhiều hình thù rồi thì nhiều phiên bản khác nhau khá là thú vị. Nhưng con này nhìn nó cục mịch, chỉ có đen và trắng xám mà thôi, kể cả từ kit cho đến keycap nó chỉ có màu đen và trắng xám, nhìn nó khá là nhàm chán. Và thêm một nữa, cái bộ keycap tặng kèm của con này nó còn có một phối màu và cái ký tự cực kỳ là xấu. Cái màu của nó không phải màu đỏ dạng như kiểu đỏ tươi, mà là đỏ đậm theo dạng máu, kiểu là để lâu ngày bị đóng vậy ấy, kiểu thế. Và trên cái bộ keycap này còn có những cái hình thù khá là ma quỷ và cảm giác nó hơi bị xui xẻo, đó chính là ví dụ như hình con rơi, hình lưỡi hái, rồi thì hình bia mộ, xong rồi hình quan tài, hình đấy, nói chung là nó chủ đề lâu đài của Dracula nó hơi ma mị một chút. Thì lắp vào mình thấy là nhìn nó, bản thân mình thấy nó khá là trầu và không đẹp cho lắm. Nhưng cái con này đặc biệt phù hợp để các bạn mix những cái bộ keycap khác nhau, vì cái bộ keycap gốc của nó là màu trắng và màu đen, thì mix với cả màu khác nó cũng đẹp. Và thêm nữa, cái bộ kit của nó cũng là màu đen, thì các bạn mix màu gì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi, nó không bị như là cái màu xanh ở phiên bản London. Tóm lại, về cái mức độ đẹp xấu của hai phiên bản này thì tùy cảm nhận cá nhân mỗi người thôi. Với những bạn thích stock và thích độc lạ thì mình nghĩ phiên bản London là đẹp. Còn những bạn nào thích custom thì chắc chắn phiên bản Dracula sẽ hợp hơn. Và hai phiên bản này thì so sánh một chút về cái khả năng đèn LED sáng đẹp của nó, thì theo mình thấy là phiên bản Dracula nó có một cái độ sáng tốt hơn. Thực ra về đèn LED thì nó vẫn giống nhau thôi, nhưng khi mà để trên bộ keycap màu trắng chủ yếu như con này thì nó sẽ là nổi hơn so với cả cái keycap màu mè của con London. Đó là hai cái cảm nhận của mình về bản 5087B hiện tại ở Việt Nam của Aco Việt Nam. Họ chỉ mang về hai phiên bản này tạm thời mà thôi. Còn trong tương lai thì mình nghĩ rằng là cũng có thể họ sẽ mang về, nhưng mà cũng chưa chắc. Đấy, nói chung là ở thời điểm hiện tại, nếu như các bạn muốn mua dòng này thì có thể cân đối như những yếu tố mình vừa nói. Rồi, nếu như các bạn muốn nó thì đừng quên mua tại techspay.vn, cũng là nhà tài trợ cho video này. Và đừng quên bấm like, share này, đăng ký kênh Instagram để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.